Đi chứ không đi trước mà anh Tuấn Nguyễn đi trước đó. Rồi đây. Đó thì chắc tình hình qua về chồng có nói gì chứ không chắc. Không có nói gì hết, có nó, con chó không có nó. Ủa giờ mấy con không có chó là không có gì chứ hả? Rồi hôm qua có gì chứ ngủ có ngon không khi về nhà? Không ngon hả? Tại sao chứ? Con chó nó có sủa không? Thôi kệ đi, coi như bia làm bạn gì chứ đi. Chịu không? Cũng không chịu nữa trời. Sao giờ? Sáng về chứ có cho bia ăn gì chưa? Chưa hả? Rồi nhìn nay nhìn dữ gì? Không có chọt gì chứ. Nè cầm hù mày lắm, có mày có nó, có nó có mày. Trời ơi, bỏ qua đi, vui nhà vui cửa đi gì chất ơi. Đấy. Có chó anh Tuấn Nguyễn anh mới làm ăn phát tài. Anh làm ăn. Anh phát tài xong anh mới cho tiền gì chất được chứ. Sao? Trời ơi, tới cha mày ra, tao đi đây. Ra ôm chó đi mày, nó ôm chó thương đi. Anh Dương cũng thương chó đó gì chứ. Không có đâu, nó không có thương đâu má. Anh Dân anh cứ thương chó không anh Dân? Không, tao mà làm. Rồi, chức giờ bắt anh Dân theo phe chức luôn. Rồi giờ để còn gà quay bia cho mọi người xem nha. Bia bữa nay ở trong chuồng. Vĩnh về nào chứ? Mới về nãy nè. Ủa sao nãy thấy chiếc bấm lên là bố mày, chiếc đi đâu cũng thấy chiếc trên đây vậy? Mày dạo á. Con tưởng chiếc bị lạc luôn rồi chứ. Ừ, lạc chỗ mày á nó. Nói cho Bi á, gặp toàn thì Bi sủa dữ lắm mà gặp cái gì chiếc ngồi đây Bi không dám sủa luôn á. Chiếc ngồi đây là Bi không? Không, chiếc thấy Bi không? Chiếc ngồi đó. Dạ mày chết nha. Đó, gặp đây chiếc là Bi không dám sủa luôn á. Bữa giờ trên cộng đồng mạng chửi chức quá trời luôn, chức hành hạ động vật á chị, chức có biết không? Những ai đang tìm kiếm tiêu diệt phi này. Chức là y như đúng rồi chứ. Mày giá chưa? Đang bấm vào cái gì coi nha. Rồi. Tới mà về đây chồng có dẫn ăn gì mà chất? Chơi xì ke. Rồi ghê vậy? Sao chất biết? Gì mà nhỏ chơi xì ke. Thôi chất giờ về đây cái gì cũng biết, coi phim mà biết ra chơi luôn. Người ta đang quay phim mà, chứ có chơi đâu, đừng nói cái chơi xì ke chất. Ôi nè đó mọi người thấy không, chức ngồi đó, chức ngồi đây ông Bi ngồi đi, Bi không dám sủa nhiều luôn á. Chồng chức về nha, đó chồng chức về nha cả nhà. Chú Nguyễn về. Đó, hôm nay chồng lên tiếng nói vợ rồi. Đó, người ta biết 3 tuổi, người ta biết đọc kinh, người ta biết ăn chay niệm Phật. Còn trong khi đó mày 62 tuổi rồi, mày ác, mày đúng chó, mày giết người. Thường. Trời ơi trời, mô Phật ăn gì? Đúng rồi, ngon quá, mày sao nó bỏ lại gì cái chỗ á mày. Đi ngồi về không được tu hành nè. Đưa 50 triệu đi. Trời ơi, đi tu mà đâu tin lần đây. Trời ơi, bó tay luôn. Đi tu chứ lấy tiền làm gì, vô chùa làm gì.
Trời ơi. Chức ơi, tội lắm đó chức ơi, mày đừng có nói vậy chức ơi, nói vậy là cái tội cái lỗ miệng lắm chức ơi. Đưa tiền đây đi về giữ luôn mà. Về đi. Đưa tiền đây. Tiền gì mà đưa? À mày mấy tuần rồi. Ác quá. Án gì đâu luôn. Nói mà anh có Nguyễn có gì chứ là Bi không không có lên tiếng luôn, Bi không dám sủa luôn. Giờ Bi nhận dạng được gì chứ rồi. Đó, Bi giờ nằm im ru ở đây luôn. Chết mẹ. Đó đó đó. Đẻ mẹ. Nó không chứ cái miệng. Ôi, nằm nó nghe kìa. Nằm nghe nó không dám lên tiếng luôn à. Đông chồng người dân cháu ngăn tay như vậy là cứu cuộc đời bà đau, bà này đều đau khổ quá. Bà cũng sau này bà cũng sẽ trải qua kiếp kiếp con này con kia thôi. Đi mày. Bà ác quá trời luôn á, bà ác thiệt. Ủa anh cứ nghĩ anh mới cộng cặn gì chứ cái cộng lắc gì vậy? Nãy nghe chức nói đi bán đi chức bán lắc nó đi thôi, giờ chức nằm lướt điện thoại chồng ngồi đây chỉ biết khuyên nhủ gì chức thôi chứ giờ. Ủa gì chức lần này có nói gì mình Tấn Nguyễn không? Hôm qua nói ghê lắm, hôm qua nói trời tao về luôn tao không có qua đi nữa, lát đi nữa là dễ gì mà bỏ xa được cái hơi của tao. Trời ơi, ghê không? Tao mới bò vô, dở vú lên. Tao bò vô, nghe cái dở vú đi kia mò vú đi ngủ. Trời ơi, phải không chứ? Con thấy gì chứ không có khiếu hơi được anh Tuấn Nguyễn luôn ấy chứ. Rồi chứ lớn tuổi mày chứ còn gì nữa hay chứ. Lớn tuổi mà còn ham uống, sắc sinh, còn ham sắc tình dục, rồi còn sắc sắc dục nữa. Sắc dục mới nó đã vậy, còn đã vậy còn không biết yêu thương động vật nữa. Không biết quý nữa. Sau này bà chết xuống bà địa xuống địa ngục bà rất là đau khổ. Thương người ta thì mình giúp được người ta, mình không giúp được thì mình đừng nói lời cay đắng. Đằng này bà chửi, bà rủa hết người này tới người kia. Bà rủa chừng nào mà đã cái lỗ miệng bà thôi, nhưng mà đâu có biết được cái nghiệp của bà đâu. Bà rủa bao nhiêu cái nghiệp bà mang theo của người ta bà gánh hết. Ngày mai là anh định dắt bà đi vô chùa xuống tóc cho bà đó. Trời ơi, chức đi đi chức. Nói chung cho chức bớt nghiệp lại. Cho bà xuống tóc rồi nấu cho nấu chai cho bà ăn. Xuống tóc rồi đem về lại xong rồi nấu đồ chai cho chức ăn hả? Ngày ngày niệm chú Đại Bi cho bà để cho đã thông kinh mạch bà. Điện thoại mở ra cũng là chú Đại Bi rồi có không? Không, điện thoại là không cho xài nữa. Bán cái điện thoại đó. Bán điện thoại luôn, nói chứ nghe chưa. Bán cái tốt này lấy già hả? Là bắt đầu ngày nào cũng mở chú Đại Bi ở nhà đúng không? Ừ. Tuấn Nguyễn. Mua cái lo nhỏ nhỏ gì nè, mở cái chú Đại Bi cho bà nghe để cho bà siêu thoát. Chắc chưa đi mà. Thằng Tuấn Nguyễn nó siêu thoát. Bà thấy không? Không để siêu thoát có nghĩa là cho đầu óc bà được cái thôi. Những cái xấu đi ra hết đúng không? Cái xấu đi ra hết. Bà thấy anh cả không? Bà thấy anh cả chết đi không? Bà thấy không? Anh cả chết đi. Bà thấy không? Anh đâu có tạo điều ác đâu. Anh chết đi rất là nhẹ nhàng. Bà thấy không? Nằm đi tới sáng chết luôn à. Còn bà bệnh hoạn, bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia, bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia. Bệnh tùm lum bệnh hết trơn á. Mà không biết lo cái giữ cái nghiệp. Tối ngày đi lên rủa người này, rủa người kia, chửi người này, chửi người kia. Hả? Ai đem lợi cho bà thì bà im. Còn không ai đem lợi cho bà thì bà rủa. Bà rủa ghê quá trời quá đất luôn. Mới hôm qua nó trước rồi bà đi về rồi mấy cái chai nước suối bà làm sao nào uống xe cán. Trời ơi chức ơi, sao chức bị hoài vậy chức? Nghiệp nặng quá. Đó giờ chồng nói vợ vẫn ngồi bấm điện thoại như không gì xảy ra gì chức giờ.
Chức nhớ cái điện thoại của gì Chức là xưa anh Tướng Nguyễn Đặng gì Chức đó. Thôi vậy. Dễ luôn giờ nhưng mà ghê quá. Ghê tỏm quá. Ghê tỏm à? Sao ghê tỏm? Nguyên nhân sao ghê tỏm mà nói tôi, mà nói được cái nguyên nhân làm sao tôi ghê tỏm mà nói tôi nghe coi. Tôi đâu có dành ăn với bà đâu. Đưa tiền mày, nói nhiều quá đi về dữ rồi. Ôi, tối ngày mà cứ xanh tiền, mà nói tối ngày mà cứ nói tiền, tiền, tiền không vậy? Mà sống mà lạc quan chút được đi. Cứ tối ngày mà nói tiền không vậy? Mà theo anh Tướng Nguyễn nghĩ gì Chức qua đây vì tiền hay vì tình? Tiền, tình nữa. Hai cái luôn hả? Ừ. Vì Chức chọn ca hay? À, tao có buông tao được đâu, nó ám tao thì nào tao chết thôi mà. Buông hả? Nhiều khi gì chứ không đi trước mạnh Tướng Nguyễn đi trước đó. Rồi đây. Sao nghe căng thẳng gì anh? Nghe căng thẳng quá vậy. Nhiều khi mày nói tao đây ngày mai tao chết. Trời trời. Ủa mày chết nha, để lại nha. Để lại gì? Đủ cái gì vậy? Để cho đếm đúng đồng tiền. Thì đó, thì chết hay tôi để lại hết cho bà đó. Bà muốn bán, mà muốn làm gì đó. Bà sanh sữa, bà làm cái bà làm. Tôi cũng đâu có vợ có con đâu mà tôi chìa lái lại đó. Bà cứ nhà bà cứ bán điện thoại, tivi, laptop gì đó bà bán hết đi, thồn vô cái họng bà. Nhưng Nguyễn nói kia chứ vẫn còn bấm cái điện thoại không biết bấm cái gì trong đó. Lướt đi chùa chứ thôi. Đi chùa không? Không chịu đi chứ. Đi chùa không có đi chứ. Không có đi. Trời ơi, lại mới đi hả? Trời ơi. Mà giống như trước cái dạng mướn gì chứ đi. Mướn đi chùa rồi đó. Chết rồi. Sao tính như trước giờ càng ngày em cũng không biết sao nữa. Hồi xưa trước dạng đi theo cái kiểu là tự nhiên vui vẻ đi.